Super Summer, mùa hè tuyệt diệu năm 2015, một chương trình hè đặc sắc, vui nhộn, mang tính ứng dụng cao, được thiết kế dành riêng cho lứa tuổi tiểu học từ 6 đến 11 tuổi, sẽ giúp cho các bạn nhỏ có một mùa hè ý nghĩa, được vui chơi và phát triển năng khiếu trong các mô hình trại hè yêu thích. Mùa hè tuyệt diệu cũng là cơ hội tuyệt vời để các bạn nhỏ làm quen với môi trường học tập mới, được rèn luyện các kỹ năng liên quan đến cá nhân như kiểm soát hành vi, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Tìm hiểu kỹ năng tư duy của người thành đạt, lãnh đạo bản thân và để xây dựng nền tảng cho học sinh trở thành những lãnh đạo tương lai. Tham gia mùa hè tuyệt diệu để được học các môn học thú vị như Logic, tiếng Anh, kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt là cách tư duy toán trong thực tiễn đời sống. Ngoài các môn học mang tính khoa học, mùa hè tuyệt diệu còn có các hoạt động vui chơi, thể thao, âm nhạc và cắm trại rất bổ ích. Đây sẽ là một mùa hè không thể quên của các bạn nhỏ. Còn chần chừ gì nữa, hãy đến với Super Summer để có một mùa hè đáng nhớ. Super Summer, hè sôi động, học điều hay.